Chi tiết phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Ba Lan phủ nhận đang tiến hành đàm phán nhằm chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 cho quân đội Ukraine. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan khẳng định chính phủ nước này không tiến hành cuộc thảo luận nào về vấn đề nêu trên. Việc chuyển giao F-16 cho Ukraine cũng được cảnh báo là sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ của quốc gia này, đồng thời khiến tình hình cuộc xung đột càng trở nên căng thẳng hơn. Tuyên bố được Ba Lan đưa ra sau khi có thông tin là chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết rằng Warsaw sẵn sàng chuyển giao F-16 cho Kiev với sự phối hợp từ NATO. Ukraine hiện đang kêu gọi các quốc gia thành viên NATO cung cấp máy bay chiến đấu sau khi Đức và Mỹ công bố sẽ cung cấp xe tăng cho quân đội nước này. Ngoại trưởng Hàn Quốc đã có chuyến công du đến Mỹ lần đầu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước nhân dịp 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã có chuyến thăm 4 ngày tại Mỹ bắt đầu từ hôm 1 tháng 2. Dự kiến ông Park sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Antony Blinken tại Washington về các vấn đề tăng cường quan hệ đồng minh, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ. Đây là chuyến công du Mỹ đầu tiên của quan chức Hàn Quốc trong năm 2023. Đặc biệt, đây cũng là năm hai quốc gia kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ-Hàn. Một thông tin đáng chú ý khác là hơn 500.000 người nước Anh đã xuống đường trong cuộc đình công tồi tệ nhất một thập kỷ qua, khi mà nhiều người lao động cho rằng điều kiện sinh sống và lao động của phần lớn lực lượng lao động không được đảm bảo. Cuộc đình công có sự tham gia của các giáo viên, giảng viên, công chức nhà nước và nhân viên làm việc trong hệ thống giao thông công cộng. Đình công cũng khiến nhiều trường học và các cơ sở dịch vụ công rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. Trong bối cảnh lạm phát tại Anh đạt hai con số cho năm 2022, thu nhập của lực lượng giáo viên đã giảm 23%. Mọi thứ thực sự tồi tệ tại đây vào lúc này. Tôi nghĩ điều này rất đáng lo ngại. Tôi không thực sự cảm thấy như bất cứ điều gì sẽ thay đổi. Cảm giác giống như sự sụp đổ của Vương quốc Anh vậy. Đàm phán giữa chính phủ và công đoàn đã không thành công sau khi cả hai bên không đạt đồng thuận về các vấn đề liên quan đến tiền thưởng và đầu tư công trong 2 năm tới. Cuộc đình công được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ năm 1980, cùng với lạm phát ở mức cao và tình hình kinh tế bất ổn đã khiến cho chất lượng cuộc sống của người dân Anh suy giảm đáng kể.